Chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé các em. Bài 46, lớp thú còn gọi là lớp có vú. Đây là lớp động vật cuối cùng trong ngành động vật có xương sống. Đại diện điển hình đó là thỏ. Bài này gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất, tìm hiểu về đời sống của thỏ. Phần 2, tìm hiểu về cấu tạo ngoài và di chuyển. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu phần 1. Trong phần này, cô sẽ giới thiệu cho các em một số clip mô tả về đời sống của thỏ như thế nào. Các em chú ý theo dõi nhé. Đây là một con thỏ đang quan sát môi trường xung quanh. Khi có tiếng động thì nó vội chạy đi. Nó tiếp tục tìm cỏ để ăn, trông rất là hiền lành và dễ thương, đúng không các em? Thỏ là đại diện điển hình của lớp thú chúng ta sẽ được học. Trong tự nhiên, thỏ hoang sống ven rừng nè, trong các bụi rậm, có tập tính đào hang. Thì hình thức đào hang cô sẽ giới thiệu cho các em ở clip sau nhé. Nó ẩn náu trong hang nè, trong bụi rậm, để lẩn trốn kẻ thù hay là chạy rất nhanh bằng cách nhảy đồng thời cả hai chân sau khi mà bị săn đuổi. Và thỏ là động vật hằng nhiệt, thân nhiệt của nó giống với thân nhiệt của chim bồ câu các em đã học. Thỏ thường kiếm ăn vào buổi chiều tối, về đêm hoặc là vào sáng sớm. Và thức ăn của nó là các loại thực vật như là cỏ nè, đó nó đang ăn cỏ đúng không? Rồi cái đến nó lại ăn lá cây nè, rau củ quả vân vân. Và nó ăn theo lối gặm nhấm, tức là nhấm nháp từng mảnh nhỏ. Đó, nó ăn như thế đó mấy em. Các em hãy quan sát, con thỏ này đang tìm một vị trí thích hợp nhất để nó đào hang. Có lẽ đây là vị trí thích hợp nhất. Nó bắt đầu tiến hành công việc đào hang của nó. Hai chi trước là cơ quan chủ yếu giúp nó đào hang một cách rất là khéo léo và tỉ mỉ. Mục đích của việc đào hang là gì nè? À, đào hang để giúp thỏ có nơi trú ẩn nè, có nơi lẩn trốn kẻ thù. Ngoài ra đối với con cái, hang chính là tổ để thỏ mẹ lấp ổ đẻ con nè, giúp che giấu và bảo vệ con non tốt hơn trước những thú săn mồi. Nó vẫn đang chăm chỉ đào hang. Và bây giờ cái hang này tương đối được hoàn thành và nó còn đào sâu hơn nữa đó các em. Như vậy, trong đời sống của thỏ có những đặc điểm chính như sau. Thứ nhất, thỏ sống ven rừng, trong các bụi rậm, kiếm ăn chủ yếu vào buổi chiều hay là ban đêm. Thứ hai, thỏ có tập tính đào hang, tự vệ bằng cách chạy trốn hay ẩn nấp. Ăn thực vật bằng cách gặm nhấm. Đặc điểm cuối cùng, chúng là động vật hằng nhiệt. Các em biết rằng, ở động vật nói chung và ở thỏ nói riêng, khi chúng lớn lên đến một giai đoạn nhất định nào đó, thì chúng bắt đầu có hiện tượng sinh sản. Vậy thỏ sinh sản như thế nào và ý nghĩa của sự sinh sản đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu. Em hãy nhìn xem,
Các chú thỏ này trông như đang đùa giỡn với nhau vậy. Không đâu các em, chúng đang đối đầu với nhau đó. Đối đầu với nhau để làm gì ạ? À, để giành quyền được ghép đôi với con cái. Đây là một tập tính trong sinh sản của thỏ. Hai con thỏ thể hiện hết sức mạnh của nó, dùng hai chi trước tung những cú đấm thật mạnh vào đối phương. Đấy em xem, trông như hai võ sĩ đấm bốc vậy, có khi chạy cả máu mũi. Con nào yếu hơn sẽ bỏ cuộc trước và chạy đi. Còn con thắng cuộc thì sẽ như thế nào? Các em quan sát điều gì xảy ra nhé. Con thắng cuộc sẽ được ghép đôi, được giao phối với con cái. Đây cũng chính là quá trình chọn lọc tự nhiên đó các em, có ý nghĩa giúp nó di truyền và phát triển giống nòi khỏe mạnh nhất, thích nghi cao với môi trường sống đầy cạnh tranh và khắc nghiệt. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu cấu tạo cơ quan sinh dục của thỏ đực. Thỏ đực có cơ quan giao phối nên thỏ có hiện tượng thụ tinh trong. Còn ở thỏ cái, cơ quan sinh dục cấu tạo ra sao nè? Đây chính là một đoạn ống dẫn trứng, nơi mà phôi sẽ bám vào và phát triển trong thời gian thỏ mẹ mang thai, chính là tử cung của thỏ mẹ đó các em. Cấu tạo tử cung gồm có thành tử cung nè. Bên trong là màng tử cung có nhiều mạch máu. Còn đây là phôi nè mấy em, nằm bên trong tử cung của thỏ mẹ. Dây rốn. Và đây là nhau thai nè mấy em, có vai trò rất là quan trọng giúp trao đổi chất giữa phôi với lại cơ thể mẹ. Thì chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi qua dây rốn và cũng qua dây rốn và nhau thai, chất bài tiết từ phôi sẽ được chuyển sang cơ thể mẹ. Thỏ mẹ mang thai trong 30 ngày, khoảng 1 ngày hay chỉ 1 buổi trước khi đẻ, thỏ mẹ chỉ dành thời gian cho việc lót ổ bằng cách nào? Tha thêm cỏ nè, rơm khô vào trong ổ của nó. Sau đó nó sẽ tự rứt lông trên ngực, trên bụng của nó thành những nấm lớn. Đấy em thấy không, nó đang rứt lông trên cơ thể của nó. Để làm chi ạ? Để nó phủ lên trên cái ổ của nó, để ổ của nó được êm ấm hơn. Em hãy quan sát con thỏ này đang làm gì đây? À, nó đang bứt từng cọng cỏ, nhưng nó lại không ăn, mà giữ trong miệng của nó. Để làm gì vậy? Đây chính là con thỏ mẹ sống ngoài môi trường tự nhiên, đang đi tìm những vật liệu mang về tổ để lót ổ trước khi đẻ con đó các em. Em hãy theo dõi tiếp nhé. Thỏ mẹ này đang chuyển dạ đó các em. Thỏ đẻ nhanh khoảng 15 đến 20 phút là xong một lứa đẻ và tự ra nhau. Mỗi lứa đẻ thỏ mẹ đẻ khoảng trên dưới 10 con, có khi lên đến trên 15 con. À, thỏ sơ sinh lọt lòng chưa có mở mắt nè và luôn ẩm ướt do dính nước ối và bao ối cũng vỡ ra. Thỏ mẹ sẽ liếm khô bộ lông tơ mịn của con. Đấy các em xem, nó đang làm động tác đấy. Và đây cũng là cách biểu lộ tình cảm đối với con của nó. Và một điều nữa là thỏ mẹ sẽ ăn lại những mẫu nhau thai khi sinh. Điều này giúp thỏ mẹ giảm khát nước nè và có thêm chất dinh dưỡng. Thỏ con sẽ mở mắt từ 9 đến 13 ngày sau sinh mấy em. Và các em hãy lưu ý điều này. Hiện tượng đẻ con có nhau thai còn gọi là hiện tượng thai sinh.
Đây là đặc điểm đặc trưng và cũng là đặc điểm tiến hóa hơn trong sinh sản của thỏ, cũng như là động vật lớp thú. Các em hãy nhìn xem, thỏ mẹ này đang cho con bú sữa ngay trước miệng hang của nó. Và em hãy lưu ý điều này, ở thỏ nói riêng và động vật lớp thú nói chung, chúng có hiện tượng nuôi con bằng sữa mẹ nè. Đây là đặc điểm đặc trưng và cũng là đặc điểm tiến hóa hơn trong sinh sản của thú so với động vật trước đó các em học. Sau khi được bú sữa no đủ, thỏ con sẽ chui lại vào trong hang để tránh gặp nguy hiểm. Và trong giai đoạn đầu, nguồn dinh dưỡng chủ yếu cung cấp cho thỏ con phát triển chính là sữa mẹ. Và khi thỏ con chui hết vào trong hang, thỏ mẹ sẽ làm gì đây? Thỏ mẹ cẩn thận che giấu miệng hang để thú săn mồi không phát hiện được. Các em hãy nhìn xem, thỏ mẹ che giấu miệng hang thật là cẩn thận, tỉ mỉ và rất là chu đáo. Khi theo dõi đến đây, các em có suy nghĩ gì nè, cảm xúc như thế nào trước hành động này của thỏ mẹ? Và thỏ mẹ kiểm tra miệng hang lại một lần nữa mấy em, để thật an toàn, sau đó nó mới rời hang để đi tìm thức ăn. Như vậy, đặc điểm tiến bộ hơn trong sinh sản của thỏ so với động vật đã học đó là gì? Điểm thứ nhất là ở thỏ, phôi phát triển nhờ chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ qua nhau thai, cho nên phôi phát triển sẽ ổn định hơn. Ở động vật đã học thì phôi phát triển nhờ chất dinh dưỡng trong khối nọn hoàng của trứng nên kém ổn định hơn. Điểm thứ hai ở thỏ là phôi phát triển trong cơ thể mẹ, nên phôi sẽ được an toàn và đầy đủ điều kiện sống thích hợp cho sự phát triển. Ở động vật khác thì phôi phát triển trong trứng ngoài cơ thể mẹ nên ít an toàn hơn. Điểm thứ ba là ở thỏ nuôi con bằng sữa mẹ thì nguồn dinh dưỡng sẽ bổ hơn nè, ổn định hơn và được chủ động hơn. Còn ở những động vật đã học thì chất dinh dưỡng lệ thuộc vào con mồi trong tự nhiên nè và khả năng bắt mồi của con non, cho nên nguồn dinh dưỡng sẽ kém ổn định hơn. Đây là nội dung chính trong sinh sản của thỏ. Em lưu ý những từ in đậm và gạch dưới, đó là những đặc điểm tiến hóa hơn trong sinh sản của thỏ. Thỏ thích nghi với đời sống đào hang nè, trốn chạy và ẩn nấp. Vậy thì cơ thể có cấu tạo ngoài như thế nào và cách di chuyển ra sao để thích nghi? Chúng ta sang phần 2. Một nhỏ cấu tạo ngoài. Em hãy quan sát kỹ cấu tạo ngoài của thỏ. Bao phủ bên ngoài cơ thể của nó có một bộ lông gọi là bộ lông mao, dày, xốp, chức năng là giúp nó che chở và giữ nhiệt. Có 4 chi, em thấy ha, thì 2 chi sau nó dài hơn 2 chi trước và 2 chi sau nó khỏe hơn để giúp cho nó bật nhảy xa khi mà nó cần chạy nhanh. Còn 2 chi trước ngoài hỗ trợ để giúp nó bật nhảy thì nó đóng vai trò là giúp thỏ đào hang nữa em. Về mắt của thỏ, em quan sát kỹ ha, mắt của nó to đó nhưng mà nó không tinh lắm. Mi mắt cử động được nè, có lông mi vừa giữ nước mắt, làm cho mắt không bị khô và bảo vệ mắt nữa. Nhưng ngược lại á thì mũi của thỏ rất là thính em. Em thấy ha, cạnh mũi ở hai bên môi có ria, đó là lông xúc giác giúp nó thăm dò thức ăn hoặc là môi trường sống.
Còn tai, tai của nó cũng rất là thính. Em thấy ha, có hai cái vành tai của nó đó. À, hai vành tai của nó dài lớn và có khả năng cử động theo các phía để định hướng âm thanh và phát hiện sớm kẻ thù một cách tốt nhất. Như vậy, thỏ có bộ lông, có tứ chi và các giác quan, có những đặc điểm thích nghi hoàn toàn với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù. À, đặc điểm bộ lông mao đó là đặc điểm đặc trưng cho lớp thú. Các em hãy lưu ý điều này. À, đến đây em có thể dừng lại, ghi nội dung này vào tập và làm bài vào bảng xanh trang 150 ở sách giáo khoa. Tiếp theo, thỏ di chuyển như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu. Thỏ ở ngoài môi trường tự nhiên nè mấy em. Nó chạy nhảy thoải mái trên những cái đồng cỏ ha. Và em quan sát kỹ ha, đây là có 4 chú thỏ nè. Nó đang chạy nhảy đó. Và quan sát kỹ cho cô 4 chi của nó ha, với lại thân hình cơ thể của nó chuyển động như thế nào khi mà nó di chuyển. Chú ý hai chi trước, hai chi sau nữa nè. Còn đang nối đuôi với nhau, chạy nhảy trên đồng cỏ, trông rất là vui vẻ đúng không? Và đây là cái đoạn phim mà chiếu chậm lại đó em, cái hình thức di chuyển của nó, thì em xem cho kỹ, mô tả rất là rõ nè. Hai chi sau to khỏe dài hơn hai chi trước, nhảy rất là xa và nó nhảy đồng thời bằng cả hai chi sau luôn. Như vậy, thỏ di chuyển bằng cách là nhảy đồng thời cả hai chi sau. Ngoài môi trường tự nhiên, những động vật ăn thực vật, trong đó có thỏ nè, ngoài việc tìm kiếm thức ăn nè, nước uống, môi trường sống để tồn tại, thì bên cạnh đó, khả năng di chuyển nè, ngụy trang, lẩn trốn, v.v. đóng vai trò rất là quan trọng, giúp nó thoát khỏi được sự săn đuổi của thú ăn thịt. Có trường hợp thì nó thành công, nhưng một số trường hợp nó phải làm mồi cho động vật khác. Đây là hình thức đấu tranh sinh tồn của giới động vật trong tự nhiên đó các em. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em về khả năng này ở thỏ qua vài đoạn video sau. Còn thỏ này đang đề cao cảnh giác đó các em. Các em hãy quan sát điều gì xảy ra. Trong tự nhiên, thỏ hoang chạy với vận tốc tối đa 74 km/h. Những loài thú săn mồi có vận tốc chậm hơn như chó săn là 68 km/h. Khi bị rượt đuổi, thỏ chạy theo đường zig zag, có nghĩa là thay hướng đổi chiều liên tục. Mấy em sẽ quan sát điều này trong đoạn clip này nhé. Còn chó săn thì sao? Chó săn thì rượt đuổi lao đến con mồi theo hướng đường thẳng. Cho nên khi thỏ đổi hướng bất ngờ, chó săn sẽ bị mất đà. Thì thừa cơ hội này, thỏ sẽ trốn vào trong bụi rậm, vào trong hang để mà thoát thân. Mấy em thấy trong trường hợp này thì xung quanh không có bụi rậm, con thỏ này phải tận dụng hết khả năng chạy nhanh và đổi hướng bất ngờ để nó có thể thoát thân được. Và mấy em lưu ý ha, tuy là thỏ có vận tốc nhanh hơn nhưng không dai sức bằng thú ăn thịt, cho nên nếu như thỏ lơ là chậm một nhịp thì lập tức nó sẽ là mồi cho thú ăn thịt.
Bài này có hai nội dung chính em cần lưu ý. Thứ nhất, đặc điểm tiến hóa hơn trong sinh sản của thỏ. Ý thứ hai, đó là cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính như thế nào. Bài học đến đây là kết thúc. Cô hy vọng qua bài học hôm nay, em hãy tự trang bị thêm cho mình những kiến thức thật là thú vị về đời sống, về tập tính của giới động vật xung quanh. Và nhớ đừng quên làm bài tập theo yêu cầu phần dặn dò trên nhé. Hẹn sớm gặp lại các em.